Xuân Hùng xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự lúc 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ năm ngày 25 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa thông báo tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 tại 8 điểm ở 7 huyện thị xã thành phố. Điểm bắn pháo hoa tại quảng trường Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên sẽ có số lượng nhiều nhất với 180 dàn, ít nhất là tại hai điểm bắn pháo hoa ở nhà văn hóa huyện Văn Lâm và huyện Ân Thi với 90 dàn mỗi nơi. Huyện Văn Giang có hai điểm bắn tại khu nhà ở phố mới với 120 dàn và tại khu đô thị Ocean Park 3 với 100 dàn. Thị xã Mỹ Hào có một điểm tại khu vực cổng Ủy ban nhân dân thị xã với 120 dàn. Huyện Yên Mỹ tổ chức tại nhà văn hóa huyện với 150 dàn. Huyện Quỳ Châu tổ chức tại khu đô thị mới Dân Tiến cạnh đường DH57 với 120 dàn. Thời gian bắn là 15 phút đêm giao thừa, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa của các địa phương. Sáng nay, Hội đồng Thẩm định xét công nhận các xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xét công nhận cho 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đợt cuối năm 2023. Tại hội nghị, 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm các xã Vũ Xá, Nghĩa Dân của huyện Kim Động, Việt Hòa, Bình Kiều, Hàm Tử, Quế Dương của huyện Quế Châu, xã Thủy Lôi huyện Tiên Lữ, xã Tân Lập, Thanh Long, huyện Yên Mỹ. 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm xã Minh Tân huyện Phù Cừ, xã An Viên, Hưng Đạo huyện Tiên Lữ, xã Thuần Hưng, Đồng Tiến, Tân Châu, Ông Đình huyện Quế Châu, xã Nghĩa Hiệp, Lưu Xá, Hoàn Long huyện Yên Mỹ, xã Cửu Cao, Liên Nghĩa huyện Văn Giang, xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm, xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có tổng số 102 trên 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng huyện Văn Lâm xây dựng kế hoạch, phương án bảo quản, bảo vệ và phát huy giá trị bia đá Đại Bi Diên Minh Tự thời Trần vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 18 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, trong đó có bia Đại Bi Diên Minh Tự, niên đại năm Đinh Mão 1327, niên hiệu khai thái thứ tư triều vua Trần Minh Tông. Bảo vật này đang được lưu giữ tại Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Đây là tấm bia đá cổ quý hiếm duy nhất có niên đại tuyệt đối của thời Trần còn lưu giữ đến ngày nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng huyện Văn Lâm xây dựng kế hoạch phương án bảo quản, bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia này. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 8 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác, hiện nay đang là cao điểm kinh doanh sản xuất hoa cây cảnh phục vụ Tết. Thời tiết rét đậm những ngày qua đòi hỏi các nhà vườn cần chủ động chăm sóc bảo vệ để đảm bảo chất lượng hoa cây cảnh, đáp ứng nhu cầu về số lượng chất lượng phục vụ thị trường. Để giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết, người trồng hoa cây cảnh tại các huyện Văn Giang, Quế Châu, thành phố Hưng Yên đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động phun thuốc phòng bệnh nấm khoảng 4 đến 5 ngày một lần, di chuyển hoa cây cảnh vào khu vực nhà lưới kín gió để tránh cây bị dập hoa lá, sử dụng nước ấm gần với nhiệt độ của đất khoảng 35 độ C để tưới cho cây. Đối với cây cảnh vận chuyển đi tiêu thụ, cần gia cố quả trên cây bằng băng dính đối với bưởi quả và quấn ni lông đối với quất cảnh để hạn chế rụng quả trong quá trình mang đi tiêu thụ. Theo báo cáo nhanh từ các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, tính đến tối qua ngày 24 tháng 1, đợt rét đậm rét hại đã làm 38 con gia súc bị chết, trong đó Cao Bằng là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất với 27 con trâu bò, tiếp đến là Bắc Cạn 10 con, Điện Biên 1 con. Để chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh đã thực hiện đồng bộ giải pháp để đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển, tăng sức đề kháng nhằm chống rét. Lực lượng thú y cơ sở vận động người dân thu gom các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn dự trữ cho đàn vật nuôi như rơm rạ, thân cây ngô, ngọn lá mía, dây khoai lang. Cử cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn phản ứng nhanh, xử lý kịp thời khi vật nuôi, động vật thủy sản, cây trồng bị thiệt hại do rét đậm, rét hại và dịch bệnh gây ra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình vừa tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc khí CO do đốt than hoa để sưởi ấm trong nhà.
Nạn nhân là cặp vợ chồng trú tại huyện Lộc Bình bị hôn mê sau khi đốt than hoa sưởi ấm trong nhà. Khi người thân phát hiện sự việc, toàn thân người đàn ông đã tím tái và được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu, được bác sĩ cho thở máy hồi sức tích cực. Trường hợp khác là một trẻ 12 tuổi ở thành phố Lạng Sơn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, môi tím tái. Gia đình nạn nhân cho hay đã đốt than củi trong buồng kín cho trẻ khi tắm. Khoảng 40 phút sau, người thân gọi không thấy trẻ trả lời, mở cửa vào phát hiện trẻ nằm bất tỉnh trong phòng tắm. Do được điều trị tích cực nên bệnh nhân phục hồi tốt. Ngộ độc khí CO có thể gây nên những tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong. Thưa quý vị và các bạn, mở rộng điều tra vụ án mua bán người do Huỳnh Thị Ngọc Lê sinh năm 1991, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cùng đồng bọn thực hiện, được phát hiện vào tháng 9 năm 2023. Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã vừa tống đạt các quyết định khởi tố thêm 2 bị can khác. Theo đó, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Chiến, sinh năm 1982, và tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Bích Thủy, sinh năm 1983, cùng ở tỉnh Quảng Bình. Quá trình điều tra xác định Chiến và Thủy đã lợi dụng việc môi giới tuyển lao động, giúp sức cho Huỳnh Thị Ngọc Lê tuyển 3 lao động quê ở Quảng Bình sang Dubai làm việc. Trong số 3 lao động trên, có 2 lao động đã xuất cảnh đến Dubai. Tuy nhiên, sau khi sang Dubai, hai người này bị bán cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, bị thu hộ chiếu, cưỡng bức lao động. Khi phát hiện công việc không đúng cam kết, hai lao động đòi về nước thì bị các đối tượng bán sang công ty khác. Chuyển sang phần tin quốc tế, sương mù dày đặc do thời tiết xấu cùng tác động của ô nhiễm môi trường tiếp tục bao phủ nhiều khu vực của Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan. Trong ngày 24 tháng 1, không khí độc hại và tầm nhìn giảm đã làm rối loạn giao thông tại hai quốc gia Nam Á này. Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nhiều chuyến tàu đã bị hoãn, hủy do sương mù bao phủ. Tình trạng tại thành phố Chandigarh ở phía bắc còn nghiêm trọng hơn khi tầm nhìn kém đã gây cản trở cho phương tiện lưu thông. Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự báo tình trạng sương mù dày đặc sẽ tiếp diễn trong 5 ngày tới. Còn tại Lahore, thành phố lớn thứ hai của quốc gia láng giềng Pakistan, nhiều chuyến bay đã bị hoãn hoặc điều hướng sang sân bay khác do mây mù cản trở tầm nhìn. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ bao phủ khu vực Lahore trong những ngày tới. Các thành phố ở Ấn Độ và Pakistan thường xuyên có chỉ số ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới. Hậu quả của các tầng khói mù xám bao phủ bầu trời trong nhiều thời điểm của năm. Ô nhiễm không khí cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trong đó trẻ nhỏ, người già là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo một kết quả nghiên cứu công bố hôm qua, rừng Amazon đã ghi nhận hạn hán kỷ lục trong năm ngoái, mà thủ phạm chính là tình trạng biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học bày tỏ quan ngại về sức khỏe của rừng Amazon, nơi được coi như lá phổi xanh của trái đất. Theo kết quả nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6 tới tháng 11 năm ngoái của nhóm các nhà khoa học thuộc World Weather Attribution, một tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới. Biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán tăng gấp 30 lần, nhiệt độ tăng cao khi lượng mưa giảm mạnh. Hạn hán cũng khiến mực nước sông tại một số khu vực ở rừng Amazon giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nhóm các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo hạn hán sẽ khiến nạn cháy rừng trở nên trầm trọng hơn, khi hạn hán kết hợp với phá rừng có thể đẩy Amazon tới ngưỡng không thể phục hồi, làm mất đi sự đa dạng sinh học và không còn là rừng nhiệt đới trong tương lai. Ngày 24 tháng 1, công ty vận tải công cộng Paris của Pháp cho biết đã lên kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 5.000 người trong năm nay nhằm nâng cao khả năng phục vụ của ngành, đặc biệt trong dịp diễn ra Thế vận hội Olympic mùa hè tại thủ đô Paris và các vùng lân cận. Công ty vận tải công cộng Paris ước tính có thêm khoảng 600.000 tới 800.000 lượt hành khách sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao này. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển gia tăng, công ty sẽ tuyển mới 120 tài xế và luân chuyển 200 nhân viên công ty vào vị trí lái tàu điện ngầm, cũng như thuê thêm 1.350 tài xế xe buýt. Theo kế hoạch, thủ đô Paris sẽ có 15 địa điểm thi đấu của Thế vận hội Olympic và sẽ tổ chức 21 trong số 32 môn thể thao Olympic trong và xung quanh một số di tích mang tính biểu tượng của thành phố. Thế vận hội Olympic Paris 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 7 tới 11 tháng 8, quy tụ 10.500 vận động viên Olympic từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bản tin 18h30 phút chiều nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.